Rồi em chào các bác, bây giờ mới lên sóng được. Em vừa dỡ được một cặp loa mà rất là nhiều anh em mong chờ đây. Cặp JBL TLX 20. Đấy, và lần này em sẽ cho các bác thấy cái chất âm của nó khi kết hợp với dòng 390. Tuy nhiên lần này thì không phải AE mà cũng không phải 4 loa mã mà là SE. Đấy, 390 nó có trơn này, Mark 2, Mark 3, Mark 4, AE, SE. Đấy. Thì hôm nay là em ghép con 390 SE nhé. Cặp TLX 20 này các bác đang nhìn ấy, thì nó là dáng cây. Đấy, TLX 20 dáng cây made in Đan Mạch. Đấy, mặt nó là mặt nỉ, mặt nỉ nhung. Cái mặt nỉ này thì nó có ở trên TLX 180 và TLX 20 và TLX để em nhớ xem nào. Bây giờ thì như không nhớ. Một số dòng nó là mặt nỉ này. Nỉ này thì nó có lợi thế là khi các bác đóng căng vào thì tiếng của nó ấm áp hơn. Đấy. Con này nó sở hữu 2 bát, 25 thì có 1 bát cộng hưởng. Dòng này thì nó sở hữu bát cộng hưởng, do đó thì nó không ăn công suất âm ly lắm. Đấy. Cho nên là anh em mà thích chơi những cái âm ly tầm khoảng trên 100W thôi là có thể đánh được cái cặp loa này rồi. Đấy, nó rất là dễ đánh thôi. Đấy, kết hợp con 390 SE. Cặp loa thì vô cùng là đẹp và con âm ly thì là thiếu thùng xốp. Nó là âm ly bãi điện 100V. Đấy, mặt màu bạc các bác nhé. Nó giống màu AE đấy. 390 AE nó cũng giống xem như vậy. Đấy. Đấy, em quay cho bác xem con âm ly nó đẹp vô cùng luôn. Thực ra dòng này nó dòng là đời so với hàng bãi là đời tương đối cao rồi. Do đó thì đương nhiên là mình chọn được những cái con nó cực kỳ xuất sắc luôn. Mặt nó phay nhôm xước, nhìn nó rất là chất. Mà nó đúng cái thương hiệu của Nhật, đấy là nồi đồng quầy đá. Nhìn con âm ly nó rất là chắc chắn. Cảm quan là thấy là chắc chắn rồi. Cặp TLX 20 và TLX 180 thì bình thường thì anh em nhìn dáng cây thì anh em hay quan tâm là nó có hát được không nhá. Thì em bật mí các bác là khách của bên em ý đã chơi 180 và đã chơi 20 rồi và có phản hồi lại là anh không ngờ là nó hát hay như vậy. Tức là các bác về em ghép cho các bác nghe nhạc, sau đấy các bác mua thêm vàng rồi các bác về hát nghe hát cũng rất là hay. Đấy, các bác phản hồi lại nghe rất là hay luôn, khi kể cả khi hát ấy. Đấy, ví dụ như cái bộ này bây giờ các bác muốn kết hợp hát là các bác thêm vàng nữa là hát luôn. Và cơ bản là như vậy thôi, không phải bổ trợ gì. Bây giờ em sẽ test nhạc thử cho các bác ngắm nghe thử. Mưa trên những luống rau xanh màu, mưa trên những khóm hoa dày trầu, lòng ra sao niềm vui vơi phới. Mưa cho đám hoa reo thanh bình, mưa cho những chú trâu phơi mình, mưa cho mẹ già em bé đậm tình. Mưa trên những nhánh sâu nhẹ nhàng, mưa trên những cây tre bay dài, từng giọt nhẹ nhàng rơi trên lá. Mưa chăm lắm đánh khô trên đầu, mưa tươi mát khát thang trong lòng, cho gia đình nồng thêm nghĩa tình vợ chồng. Oh,
con sẽ quay về.